Được rồi, hôm nay em lại xin chào các bác. Nơi đây và còn cấy. Khu này là cấy hết rồi. Này khả năng mất các bác ạ. Không không mất, không mất, có vết mới nhưng không mất. Họ không lấy. Có nhá các bác. Cái được một con. Cái này được tiếp. Cái này chắc có người thả các bác ạ. Cái được con nhỏ. À, bên cạnh đẹp. Đẹp tuyệt vời. Ở đây chắc có người thả nha các bác. Cho nên lươn nó hơi nhỏ, dùng cái ống đầu tiên là đừng lươn to hết đấy. Hai ba con luôn nha các bác. Đấy, cái ảo trước đẹp thiên thần. Bước tiếp theo ạ, núi này còn hai cái nữa đấy, lấy hết nha các bác. Bác nhìn thấy, ui con gì à? Con gì đây? Cửa. Đây, lườn lườn hay gì đây rồi? Ui con lườn. Nó phá. Con lườn đấy này ăn xong là nó phá. Phá ra cửa hang. Ra cửa hòm đấy. Còn một cái này nữa. Úi dồi, khó đi quá. Núi đẹp tuyệt vời. Đây. Ống hỏng không? Không có tí nước nào luôn. Này không mất cái nào. Hôm nay được nhiều nhỉ các bác. Bác cho em bỏ những cái đồ này. Này 50 cái nha các bác. Tròn 50 cái, em đếm rồi.
Để mình chưa cho các bạn xem. Chết luôn hai con rồi các bác ơi. Cái này xịt rồi các bác ơi. Đúng cái này xịt. Không cài như thế ống để trần nó sợ họ rút trên xe nha các bác. Này chết mấy cái. Cái đấy cũng chết. Vịt nó đàn. Ồ cái này cũng xịt sao. Cái này chết. Quay lại cho cái đấy chết. Quay thêm. Cái ống này nó bịt hết. Nó bịt hết cái lỗ luôn. Cái ngắn này hôm nay xịt rồi. Mẹ nươn này vô lý chết nhiều quá đâu ạ. Ui may quá còn đấy chị. Cái xít đấy không làm được. Có một cái rồi. Xít. Cái xít đấy. Cái lắc lắc ống nữa. Thank you.
xịt 7 cái các bạn. 700 cái. Cái này ba cái lượng kết thúc nha các bác. Đấy xịt. Hết rồi nha các bác. Đây là cũng được mấy cân. Trên này xịt lúc nãy xịt 7-8 cái. Nó phải 7-8 cái xịt. Ba cái kia xịt. À một cái này không xịt, một cái, hai cái xịt như một cái lúc nãy. Các bác thấy hay nhớ chia sẻ cho em phát nhá. Em xin chào các bác.